Đại học Hà Nội. Để có thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của ngôi trường này, có một môn học tiên quyết mà các bạn phải thi qua. Một môn học gây ám ảnh cho biết bao nhiêu thế hệ Hanwha. Chắc các bạn đều biết tôi đang muốn nhắc đến môn gì rồi phải không? Đúng thế, chính là môn chạy bền đấy. Nhớ về quãng thời gian học chạy bền, những ngày nắng đổ lửa, hình ảnh vầng trán lấm tấm mồ hôi lại ùa về trong tâm trí. Giờ nghĩ lại, thật chẳng biết bằng phép màu nào tôi lại có thể tốt nghiệp thể dục của Hanu, có thể tốt nghiệp Đại học Hà Nội nữa. Quãng đường chạy 2,5 vòng mà tôi đã từng ghi không biết bao nhiêu dấu chân lên ấy. Ngẫm mà thấy thật giống cái cách tôi chạy qua 4 năm đại học cùng với khoa tiếng Hàn. Tất cả chúng tôi đều bắt đầu từ một vạch xuất phát, mang trong mình hừng hực khí thế. Những bước chạy đầu tiên luôn là những bước chạy nhanh nhất. Và cái cách mà chúng tôi bắt đầu học tiếng Hàn tổng hợp 1 và 2 cũng nhanh y hệt như vậy. Rồi mọi thứ khó dần lên, quyển 3, 4, 5, rồi 6. Kiến thức có nhiều, có nặng không? Đương nhiên là có. Nên trên đường chạy, đôi khi chúng tôi đã đánh rơi mất thứ gì đó mà không hay. Học thì nhiều đấy, nhưng ở Hanu chúng tôi chơi cũng nhiều. Còn nhớ lần đầu tiên tôi khoác lên mình chiếc áo Hangulan này, rồi là chiếc áo khoa màu xanh ngọc. Nhớ lần đầu tiên chúng tôi được mặc thử hanbok, được cầm lightstick vẫy vùng hết phan chan. Tôi nhớ về MT đầu tiên ở Giang Mỗ, lần tụ họp đầu tiên của cả khóa kể từ ngày khai giảng. Chúng tôi cùng cười, cùng nói, cùng thức thâu đêm. Rồi ngay cả những ngày tháng 6 nghỉ dưỡng trên Malibu, khổ thì có khổ, nhưng chúng tôi vẫn đã cười thật nhiều, vô tư, vô lo, vô nghĩ. Vòng chạy bền đầu tiên, 2 năm đầu đại học chưa qua như thế. Những bước chân của chúng tôi thật đồng điệu và vững vàng. Nhưng đến khi bước sang vòng thứ hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tại sao mỗi bước chạy lại cứ nặng dần? Trên đường đua về vạch đích mang tên tốt nghiệp, không chỉ có mình chúng tôi, mà còn có cả những bóng đen. Những bóng đen áp lực. Dịch nói, dịch viết, ngữ pháp, chữ Hán, quan hệ Việt-Hàn, Hangulan, tuần lễ văn hóa, MT. Tôi do dự rồi lựa chọn xa dần với những cuộc vui ấy. Đôi lúc tôi đã muốn dừng lại vì tôi thấy mệt rồi. Nhưng các bạn vẫn đang miệt mài chạy về vạch đích, làm sao tôi có thể bỏ cuộc? Thế là tôi lại chạy tiếp. Dù chậm nhưng chỉ cần tôi không dừng lại thì vạch đích sẽ còn cách không xa. Ấy thế mà những áp lực này qua đi, những áp lực khác lại kéo đến. Thực tập, luận án, đăng ký topic, Hanu Test. Dường như mọi thứ đang đè chặt lên chân tôi, chặng đường về đích cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vạch đích ở ngay kia rồi, nhưng mắt tôi nhìn không còn rõ nữa, lồng ngực như nghẹn lại. Tôi có thể bước được những bước cuối cùng được nữa hay không? Điều gì đang níu giữ bước chân tôi? Áp lực và cả kỷ niệm. Những ký ức đẹp đẽ mà chúng tôi đã dành trọn cả 4 năm thanh xuân để cùng nhau viết nên. Cố lên, hãy làm được mà. Đứng dậy và chạy tiếp đi. Là vì tôi không cô độc trên quãng đường này, là vì tôi có thầy cô hướng dẫn, là vì tôi vẫn luôn có bạn bè ở bên. Giây phút này đây, tôi sẽ tiến về phía trước, chạy những bước chạy cuối cùng để băng qua vạch đích mang tên tốt nghiệp, để hoàn thành đường chạy gọi là 4 năm đại học này. Tôi tốt nghiệp rồi, chúng tôi tốt nghiệp rồi. Thế nhưng kỷ niệm mà chúng tôi từng có sẽ được lưu giữ mãi ở nơi đây, vẹn nguyên và sống động, để mỗi khi trở về không phải cảm giác xa lạ của một nơi đã từng, mà là cảm giác ấm áp, thân quen của một nơi mãi mãi là nhà. 우리는 졸업했다. 졸업해도 우리 우정은 졸업하지 않아.